Một người bạn của mình đã từng mất hơn 500 triệu trên MetaMask chỉ vì lỗi sau. Nếu mà các bạn đang xem video để tài sản trên ví MetaMask thì nhất định phải biết điều này để bảo vệ ví MetaMask của bạn. Có phải khi muốn swap coin ở trên một sàn DEX nào đó thì điều đầu tiên chúng ta làm đó là enable đồng coin đấy đúng không? Nhưng mà có rất nhiều bạn sau khi bấm vào chữ enable thì thông báo từ MetaMask hiện ra, các bạn không thèm đọc mà bấm luôn vào chữ confirm ngay lập tức. Thông báo này nói rằng bạn có tin tưởng cái website này không? Bằng cách cấp quyền truy cập thì bạn đang cho phép PancakeSwap.finance có quyền withdraw, tức là rút BUSD của bạn và tự động hóa giao dịch cho bạn. Nếu như không phải là PancakeSwap mà là một sàn DEX lạ nào đó hoặc là sàn scam chẳng hạn, thì khi mà các bạn bấm chữ confirm, tức là bạn đang cho phép cái sàn đấy có quyền rút BUSD của bạn bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm đúng không? Ở đây các bạn có thể bấm vào chữ edit permission thì nó sẽ có hai option. Một là unlimited, là không giới hạn số lượng, muốn rút bao nhiêu thì rút. Khi thứ hai đó là custom spend limit, tức là các bạn có thể gõ vào số lượng BUSD hoặc là số lượng đồng coin mà các bạn muốn giao dịch thôi trong khoảng là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây mình gõ là chỉ được giao dịch trong khoảng là 10 BUSD thôi chẳng hạn. Thì khi các bạn bấm vào xem toàn bộ giao dịch thì phần permission nó chỉ cho phép mình giao dịch trong vòng là 10 BUSD thôi. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Mình nhập vào 20 BUSD, tức là nó vượt cái giới hạn 10 lúc nãy mà mình đã set, thì các bạn thấy là không bấm chữ enable được. Sau đó thì mình đổi lại là 9 BUSD thì lại swap được. Vậy thì đó là trong trường hợp mình đã set limit rồi. Nếu như mà mình lỡ bấm confirm từ trước đến giờ thì sao? Lỡ như từ trước giờ mình đã cho phép các trang này rút không giới hạn coin của mình, vậy thì bây giờ mình phải làm như thế nào để bảo vệ ví MetaMask? Các bạn vào app.unrack.net, sau đó các bạn bấm kết nối ví MetaMask mà các bạn cần bảo vệ vào. Và ngay sau đó nó sẽ hiện ra cho các bạn danh sách những đồng coin mà các bạn đã cấp quyền cho một trang nào đấy sử dụng những đồng coin hoặc là token của bạn. Các bạn để ý cho mình cột cuối cùng, đó là cột allowance. Nó có một nút là revoke, thì đây chính là cái nút để hủy đi cái quyền cho phép truy cập trước đây của trang này đối với coin hoặc là token của bạn. Các bạn để ý bên cạnh chữ revoke là số lượng coin hoặc là token mà bạn đã từng cho phép trang đó sử dụng trên ví MetaMask của bạn. Ở đây ký hiệu vô cực, tức là không giới hạn, tức là bạn đã từng cho phép trang này có khả năng rút không giới hạn coin của bạn trong ví. Khi thứ hai nữa là có đánh số, ví dụ như là 10 triệu hay là 0.001, tức là có giới hạn. Các bạn nhớ giao dịch PancakeSwap lúc nãy là mình chỉ giới hạn giao dịch trong vòng 10 BUSD. Vậy thì với những đồng coin mà có ký hiệu vô cực như thế này rất là nguy hiểm, bởi vì bạn đã từng cho phép trang này có thể rút không giới hạn đồng coin của bạn, cho nên chúng ta cần phải bấm chữ revoke. Và mỗi lần revoke như vậy thì chúng ta chỉ tốn khoảng 0.12 đô thôi, rất là rẻ đúng không nào? Và đồng coin nào sau khi đã được revoke xong thì nó sẽ hiện ra nút like màu xanh như thế này. Thêm nữa là các bạn hãy nên ngắt kết nối với những trang mà mình đã từng connect trong quá khứ. Các bạn bấm vào dấu 3 chấm, sau đó bấm vào connected size. Đối với những trang nào mà các bạn đã từng connect nhưng mà không uy tín hoặc là scam thì các bạn hãy bấm nút thùng rác để xóa nó đi.